Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Thì nội dung trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn khai thác một cái dự án mới trên Telegram nha các bạn. Nó là dự án Alpha Tone nha. Thì dự án này cách mà khai thác á, thì nó cũng tương đối giống dự án Hunter Combat nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà các bạn có thể đăng ký nha. Rồi khi mà các bạn bấm vào thì nó hiện ra giao diện như thế này. Các bạn bấm vào chữ á, bắt đầu nè. Rồi như vậy là nó hiện lên như thế này là chúng ta đã vào giao diện khai thác rồi nha các bạn. Rồi tại đây thì các bạn bấm vào cái nút khai thác nè. Ví dụ nó lột vào cái ô nào thì nó nhân theo cái số đó nha các bạn. Còn ở đây là cái số lần mà các bạn bấm nè. Ví dụ các bạn bấm nè, đây bấm liên tục luôn nha các bạn. Đấy các bạn có thể bấm liên tục thì nó xuống liên tục luôn. Đấy ở đây là cái số lần các bạn bấm nè. Đây như mình bấm liên tục luôn. Rồi đây là cái cơ chế khai thác của nó nha. Thì cái này các bạn cũng có thể mà nâng cao tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi ở đây các bạn bấm vào cái phần bot nè. Rồi tại đây thì các bạn có thể nâng cái phần này lên. Đây các bạn bấm vào. Đây mình nâng thêm thì nó sẽ cộng 200 cái lượt bấm nha. Đây mình nâng nha các bạn. Đấy mình nâng lên level 2 nha. Rồi ví dụ mình quay trở lại giao diện khai thác nè. Đấy là ở đây hồi nãy là 200, bây giờ lên 400 rồi các bạn. Bây giờ 400 phải không? Bây giờ mình ví dụ mình bấm vào phần boss mình nâng nữa nha. Đây mình nâng lên, nó sẽ cộng tiếp đó là 200 nữa là thành 600 cái lượt bấm nha. Đấy rồi mình quay trở lại nè, đây là lên 600 rồi đấy. Hiện tại là các bạn có thể bấm bấm nó đầy, nó cái này nó tự động hồi phục là lên 600 lần nha các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo là cái phần invest này các bạn bấm vào. Thì cái phần này á, những bạn nào mà đã khai thác Hunter Combat thì các bạn sẽ biết cái phần này nha các bạn. Đây ví dụ các bạn bấm vào cái phần đầu tiên nè thì nó cũng sẽ hiện lên những cái thẻ nè. Đây những cái thẻ các bạn có thể nâng cấp để mà tăng tốc độ nha. Ví dụ mình nâng cấp cái thẻ này. Đấy mình nâng cấp để mình bỏ ra 300 để mà cộng thêm 64% nè đây. Ví dụ mình bỏ ra 331 để cộng thêm 64 cái đồng trên 1 giờ nha các bạn. Đây cái này là nó khai thác tự động nha các bạn. Các bạn có thể nâng cấp những cái thẻ này lên giống như là Hunter Combat thôi các bạn. Đây là ví dụ cái thẻ bên dưới các bạn cũng có thể nâng cấp lên. Đấy nói chung tất cả những cái phần này thì các bạn đều có thể nâng cấp lên hết nha. Đây tất cả những cái phần này nâng cấp lên giống Hunter Combat thôi các bạn. Rồi cái phần Foreign nè. Cái phần friend này là cái phần mời bạn bè nha. Thì ở đây có cái các bạn bấm vào cái nút invite friend nè hoặc là copy hai ô vuông nè để mà đi mời bạn bè nha. Mời bạn bè các bạn sẽ nhận được đồng coin của dự án nha. Tiếp theo cái phần earn là các bạn bấm vào. Thì cái phần earn này là những cái nhiệm vụ social các bạn. Các bạn join vào trang Twitter nè, ví dụ join vào trang Twitter nha. Rồi các bạn bấm vào nút subscribe nè. Rồi tại đây thì các bạn có thể bấm vào nút theo dõi nè, rồi các bạn bật chuông thông báo nè để mà đón đón những cái thông tin của nó nha các bạn. Thì dự án của chúng ta mới ra mắt thôi các bạn, tham gia vào tháng 6 2024 nè, hiện tại đã có 25.000 người theo dõi nha các bạn. Đây. Và hiện tại nó là có 100.000 người khai thác rồi các bạn à. Đây nè, cái bài đăng mới nhất của nó nè, có 100.000 người khai thác sau 24 giờ đầu tiên nè. Đấy. Rồi và các bạn quay trở lại nha. Ví dụ các bạn làm nhiệm vụ xong thì các bạn cứ việc quay trở lại nè. Rồi các bạn bấm vào nút chat nè. Đấy như vậy nó hiện lên cái tích như thế này là chúng ta làm thành công nha. Còn những cái nhiệm vụ như zone vào trên Telegram nè, các bạn cũng làm tương tự nha. Đăng ký trang YouTube của nó nè, các bạn có làm tương tự nha. Rồi các bạn bấm vào cái phần mà cái phần airdrop nè. Rồi cái phần này thì hiện tại nó đang trong giai đoạn commission nha, nó chưa có cái gì. Thì hiện tại các bạn cứ việc nâng cấp cái thẻ ở cái phần invest nè, rồi các bạn chơi tích cực khai thác nè, rồi nâng cấp cái số lần cái sức chứa nè, ở đây nó sẽ tự động phục hồi nha. Đấy theo thời gian là nó tự động phục hồi nè các bạn nè. Với các bạn rảnh thì các bạn vào bấm cái này cho chúng ta kiểu như khai thác rồi đó, các bạn bấm liên tiếp nha. Đấy dự án của chúng ta khai thác chỉ đơn giản vậy thôi bạn. Và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.